Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, danh sách món hàng còn hay đã hết rồi thì em cập nhật ở dưới cái video. Mọi người bấm vô để xem rồi mình liên hệ cho nó tiện nha mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nó cập nhật về cho mọi người mấy cái video mới em đăng lên ha, cho mọi người xem nó nhanh được kịp thời ha. Rồi, này là cái video thứ 100 nha mọi người. Đầu tiên là một cái bộ dao cắt giấy của Nhật ha. Này, dao cắt giấy, dao gọt giấy mà loại mini nhỏ không mọi người. Nó đi kèm là cái bộ một cái bộ lưỡi luôn. Đây một bộ lưỡi mới. Ở đây nó khoảng khoảng 8-9 lưỡi gì mọi người. Rồi dưới đây là cái hộp đựng lưỡi cũ luôn luôn nha mọi người. Nè, lưỡi cũ mình xài còn mình đút vô đây nè. Bẻ nó. Ví dụ như mũi bị mẻ ngoài mình xài trong mình bẻ nó ha. Rồi nó chứa cái lưỡi cũ trong đây luôn. Đây kích thước nè. Rồi cái bộ dao cắt giấy này có mã là 10001 ha. Giá bán là 250 ngàn. Rồi tiếp theo là ba cái ổ khóa. Đây, một ổ khóa vòng. Khóa này đó là bên trong nó có dây thép ha. 24 số. Đây là còn cái mã số luôn mọi người, đây. Mã số nó nè. 4361 ha. Đó. Là mình sẽ vặn là 4361 nó sẽ mở. Đây. Đó. Rồi, đây cái ổ nhỏ này cũng là ổ mã số. Mã số của Nhật không mọi người. Ổ khóa này ba cái ổ khóa đều là của Nhật. Đây là cái mã là 913. Rồi nó có vạch đây nè, để mở nè. Ba. Đó. Rồi cái ổ to nhất này là nó mất số rồi nha mọi người, là nó về như vậy rồi không có biết số để mở. Mọi người mở thì có thể ngồi tự dò hoặc là ra ông thợ mở khóa cũng mở rất là nhanh. Ổ này người biết mở khóa mở rất là nhanh ha. Nhưng mà khóa thì họ dò rất là nhanh đó ha. Rồi ba cái ổ khóa này em bán là 350 mọi người. Có mã là 10002 ha. Mà bán hết ba ổ nha mọi người. Bán chung vô luôn, em không có xé lẻ ra nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cái cần cờ lê đây ra. 4 4 4 4 đầu ha. Nè mỗi đầu nó là một số nha. Dùng mặt đây số khác nè, đây quay qua đây là số khác. Nó có 4 số là số 9 nè, 10, 9, 10, 11, 12, 4 số. Đây là của Sunky của Nhật ha. Đây. Thương hiệu Sunky. Răng còn rất là đẹp luôn. Rất là cứng chắc ha, đẹp.
Đó, tấp 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 tấp. Rồi cái này có mã là 10003 ha, giá là 250 ngàn. Rồi tiếp theo em về một cái cây chuốt dây điện. Cây này chuốt dây điện của MMC. MC là của Nhật ha. Đặc biệt cây này nó chuốt được dây dây 2.0 nha mọi người. Đây, dây lõi 3 2.0 nè. Và một lõi bên đây là dây rất là to ha. Đó, có hai lưỡi như vậy. Bên đây dây đơn hoặc là chuốt dây 3 là phi size của dây điện là 2.0 ha. Buộc 2.0 á. Lưỡi còn rất là mới luôn. Cái này lưỡi còn rất là mới ha. Rồi cây kìm chuốt dây điện này có mã là 10004 ha, giá 300 ngàn. Rồi về hai cái chung đựng đựng đồ bếp nè. Mọi người đựng nước chấm hay đựng gì đó. Nhìn rất là đẹp ha, thiết kế rất là đẹp. Đây thương hiệu nữa nè. Đó. Đây nó có để là Nikken Silver nè. Là bạc ha. Giống như là bạc ha, mạ bạc gì đó. Không gành ha mọi người. Em bán hai cái này luôn. Đây hai cái là nó có mã là 1005 ha. Giá 600 ngàn hai cái. Đây kích thước nó nè. Đó. Mọi người xem kích thước ha. Rồi một cặp ha mọi người. Tiếp theo cuộn dây điện này có mã là nó có cái chiều dài là 10m nha mọi người. Cuộn dây điện chui cắm Nhật nè, chiều dài 10m. Chui đực chui cái luôn. Nó tải được dòng 7A nha mọi người. Điện tải là 7A. Dài 10m. Rồi dây này có mã là 10006 ha. Giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái kìm mở phe ha. Đây. Cái kìm phe cái mỏ rất là dài. Mà nó nhọn nữa, rất là mở rất là ngon. Đặc biệt là kìm này của KTC luôn nha mọi người. Đây KTC Japan ha. Kyoto Tool. KTC rất là đẹp, còn rất là mới. Đây kìm gần như là chưa xài nè. Còn rất là đẹp. Như cái này là nó mở phe phe trong ha mọi người. Nè. Bấm vô ha, phe trong. Mà đặc biệt là cái mỏ này rất dài nên mình rất là tiện sử dụng ha. Mỏ cong xuống nữa. Nè. Nó dài 6 phân rưỡi luôn á. Cái kìm này thì 16 cm. Rồi cái kìm phe KTC này cái mã 10007 ha, giá 300 ngàn. Tiếp theo về mấy cái mũi khoan nè mọi người. Mũi khoan đủ loại. Của Đức cũng có nè. Mũi này là bài này của Hilti nha. Đây mũi hàng hiệu của Hilti. Khoan bê tông. Chân cắm là đây. Chân cắm thông dụng luôn mọi người, chân bê tông á. Đầu nó làm đấy nghe. Made in Germany nè. Đầu 1/2 mọi người là nó 10 khoảng 12.5 á. 12 ly với 12.5 ly á. Rồi dưới mũi này khoan một mũi khoan sắt chân lục giác gắn máy bắn vít nè, 8 ly.
Rồi tiếp đây là một bộ hiêu ti bê tông nữa. Hiêu ti bê tông. Mũi này là mới chưa sử dụng luôn, mũi 10 ly ha. 10 ly. Rồi ba mũi. Đây là một mũi bê tông nữa. Bê tông 6 ly 4. Mũi khoan tường mọi người, mũi này là khoan tường gắn máy khoan bình thường ha. Nè, chui kẹp, chui suông nè. 6 ly 4. Rồi mũi này 7 mm, cũng là khoan tường. Chui suông suông luôn ha. Đầu suông. Mũi này 4 ly 8 khoan tường luôn. Đó, ba mũi khoan tường. Hai mũi này bê tông gắn chui gài. Một mũi là mà gắn máy bắn vít 8 ly quan sát. Rồi tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 6 mũi khoan. Có mã là 1008 ha. Giá 500.000. Chỉ 500.000 mọi người. Máy mũi khoan hiệu của Hilti Gemini. Còn mấy mũi này là của Nhật. Rồi tiếp theo là một cây combo của hàng Shinhwa. Đây thương hiệu Shinhwa rất là cũng rất là ít gặp ha. Combo của Shinhwa luôn. Combo cơ khí. Thép rất đẹp ha. Này màu xanh luôn. Này mũi đầu mũi nó cũng còn nhọn nè. Đó. Đây. Đó. Nói như vậy mọi người. Mở ra hết cỡ là được 16 cm ha. Rồi, chiều dài của cái cây này là 20. Mở ra 16. Mở ra được bán kính 16. Rồi cái combo này có mã là 10009 ha, giá 300 ngàn mọi người. Rồi cuối cùng là một cái vỉ hấp của Nhật. Cái vỉ hấp nè. Đây nó có thể bung ra nhiều kích cỡ của cái nồi ha. Nè. Hoặc là to ra nữa. Đó. To hết cỡ. Cỡ của nó là 24 ha, nồi 24 á. Rồi nó tóm lại còn có 14. Đây là Nhật sản xuất mọi người nè. Đẹp bên này luôn. Và Japan ha. Rồi cái vỉ hấp này có mã là 100010, giá 250.000. Rồi em kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha. Hẹn trong video tiếp theo.